Omenero Gacha đã ra mắt được hơn một tháng. Các bạn có ấn tượng như thế nào về series mới này? Mình có ấn tượng rất tốt với phong cách chiến đấu cũng như những form mà Gacha mang lại chúng ta. Nhưng những hồi ức về những rider sử dụng khạc, Gacha cũng sử dụng khạc giống như rider nổi tiếng nào đó. Gacha cũng là series thứ 5 trong series Core tại thời đại Reiwa. Một nửa chặng đường đã gần trôi qua, nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta tổng hợp về tất cả form của những rider đã xuất hiện trong thời đại mới của Core, thời đại với cái tên Reiwa. Mở đầu trong series lần này với Core đầu tiên, chủ tịch Hidden Intelligence, Hidden Aruto Core 01. Kamen Rider 01 là bộ Kamen Rider đầu tiên trong thời đại Reiwa. Bối cảnh của phim được xây dựng tại một tương lai xa xôi, công nghệ vô cùng phát triển. Họ đã tạo những AI không phải như thế giới chúng ta, mà những AI này đã được ký vào những robot mang tên Human Gears. Chúng ngoài việc hỗ trợ con người thì còn làm được những công việc đầy tính thử thách, gây nguy hại nếu con người thực hiện. Gần như xã hội đang ngày càng phát triển với sự giúp sức của chúng. Mọi thứ tưởng chừng diễn ra yên bình với tập đoàn Hidden Intelligence tạo ra những Human Gear vượt trội hơn toàn bộ thế giới, đang giúp cho xã hội loài người ngày càng đi lên, thì một tổ chức khác chống lại họ, tổ chức mang tên Mesubo Jinrai, biến đổi những Human Gear hack vào hệ thống của chúng, cấy vào ý chí của Ash, khiến những Human Gear này chỉ có mục đích duy nhất là tiêu diệt nhân loại. Ngoài tổ chức Mesubo Jinrai, chúng ta còn một tổ chức khác được chính phủ Nhật Bản lập ra chống lại những AI phản động mang tên AIMS. Nhiệm vụ của tổ chức này là săn lùng những Human Gear đã bị hack, duy trì trật tự của con người cũng như những Human Gear. Nhân vật chính của chúng ta, Hidden Aruto, anh ấy là một chàng trai chỉ có ước mơ vô cùng đơn giản là trở thành một diễn viên hài. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu với Aruto, tập đoàn Hidden Intelligence ngày càng phát triển cũng như những Human Gear đang đẩy nghề diễn viên hài của anh rớt xuống một bờ vực thẳm, dần dần bị đào thải khỏi công việc của bản thân. Nhưng rồi định mệnh đã đến với anh, ông nội của Aruto, Hidden Kurinosuke, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Hidden Intelligence. Ông ta đã đột nhiên mất tích, người kế thừa cả công ty chính là Aruto. Anh từ một diễn viên hài đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn có sức ảnh hưởng toàn cầu. Không chấp nhận trở thành chủ tịch của Hidden Intelligence, Aruto vẫn làm việc tại công viên cũ. Lại đây, anh cũng đã bị tấn công bởi nhóm Mesubo Jinrai. Bọn chúng đã tạo nên Magia, Human Gear nổi loạn với hình dạng đột biến, chứng kiến tất cả và không còn cách nào khác để bảo vệ mọi người. Anh đã phải nhận lấy chiếc Zero One Driver tự tài của Izu, cô thư ký của anh, sử dụng nó kết nối vệ tinh tối tân nhất của tập đoàn Hidden Intelligence là Gear. Anh đã chuyển hóa lần đầu tiên trở thành Kamen Rider 01. 01 Rising Hopper kết hợp cùng với 01 Driver là một chiếc Raikei, dụng cụ biến hình chủ yếu của Core 01. Khi mà nấy kích hoạt là loài châu chấu, hình dạng đại diện cho toàn bộ dòng phim Kamen Rider, và không thể nào thích hợp hơn khi đại diện cho chính dòng phim khởi đầu cho thời kỳ Reiwa. Tạo hình của Core 01 cũng được đại diện bởi Rising Hopper, với toàn bộ cơ thể được bao phủ bằng một màu đen, kèm với đó là những màu xanh neon chạy khắp trên toàn bộ cơ thể. Điểm đặc biệt nhất của form, những đường đỏ chạy khắp cơ thể, đôi mắt đỏ của côn trùng, và hơn hết là phần mặt nạ của Kamen Rider. Nó đúng nghĩa là một phần mặt nạ, chứ không phải là một phần giáp đầu bao phủ toàn bộ, mà chỉ là một phần mặt nạ ở phía trước phần đầu của Rising Hopper. Đúng với tên gọi của mình, Rising Hopper 01 cơ bản không mang tất cả những chỉ số cân bằng nhất trong những form ban đầu của 01, thiên hẳn về phương diện nhảy. Ngoài khả năng nhảy, tốc độ di chuyển của Rising Hopper cũng thuộc mức cao, nhưng đó chỉ là những tập đầu tiên khi nấy khả năng di chuyển tạo ra những đường năng lượng, tạo ra cảm giác tốc độ nấy cực kỳ cao khi di chuyển. Vũ khí chính của 01 là Attack Caliber. Đây là một chiếc vali được Izu mang theo bên mình, với tông màu cũng tương tự như 01 là xanh neon kèm với đen. Khi kích hoạt, chỉ cần mở đôi chiếc vali, anh ấy sẽ có một thanh kiếm. Đây là vũ khí đặc trưng của 01, nhưng tất nhiên rất nhiều rider trong series đều khả năng sử dụng nó. Vũ khí này được chế tạo bởi tập đoàn Hidden Intelligence. Ngoài sử dụng những đòn chém cơ bản, có rất nhiều đòn final attack sẽ được sử dụng với thanh caliber, đòn tất sát Rising Impact. Anh lao tới đá vào kẻ địch, hất tung chúng lên không trung. Bằng lực nhảy của chân châu chấu, 01 bay theo kẻ thù và đo đòn Rider Kick cực kỳ mạnh vào người kẻ thù. Đòn thứ hai sử dụng caliber là Carbon Thrust. Sử dụng sức mạnh của chiếc Raikei Rising Hopper, tụ một luồng năng lượng màu vàng bao quanh thanh gươm Attack Caliber và giáng một nhát chém tấn công kẻ thù. Kamen Rider Saber, Toma Kamiyama. Ký ức của anh chỉ còn sót lại là một giấc mơ cùng quyển Wonder Book Ray Dragon.
Sức mạnh này đã kéo anh tới những sự kiện liên quan tới hội kiếm sĩ Master of Logos lẫn phe Magic. Nhưng trước đó, bản thân anh chỉ đơn giản là một tiểu thuyết gia, một người thực hiện ước mơ của mình với niềm động viên của hai người bạn thơ ấu, trở thành một tiểu thuyết gia khá thành công và đang được May, một cô gái tại tòa soạn, hối thúc mong anh tiếp tục ra những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của mình. Nhưng với tính cách của bản thân, Thomas quan tâm nhiều hơn không phải về số lượng bản in, mà đó đến từ những ngồi bút quanh, những câu chuyện anh kể ra phải thật sự từ chính trái tim của mình. Vướng vào sự kiện kỳ lạ xảy ra trong thành phố, khi đó Magic, những tên quái vật phản diện trong Cover Saber, bọn chúng đã dần thức tỉnh và tiến hành kế hoạch của mình cùng với một Kamen Rider bí ẩn. Toma bị kéo vào một quyển sách nơi liên kết về thế giới kỳ ảo Wonderworld. Tưởng chừng mình đã lạc vào chốn thiên đường, tên Magic mang sức mạnh của Golem tấn công anh. Đối mặt với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh thể hiện quyết tâm của bản thân và ước muốn cứu giúp tất cả mọi người. Quyển sách Grey Dragon đã liên kết với thanh hỏa kiếm. Anh đã vượt qua cả biển lửa để nắm chặt lại thanh hỏa kiếm, thức tỉnh nó với Grey Dragon Wonderbook chuyển hóa thành Color Saber. Đúng với tên gọi của mình, Color Saber có vũ khí chính chính là thanh liệt hỏa kiếm sau khi chuyển dạng. Thanh kiếm được cấu tạo bằng biểu tượng lửa và gương mặt của Saber trên phần thân. Lưỡi kiếm toàn bộ những ký tự được khắc chìm vào trong nó. Anh là một kiếm sĩ sử dụng thuận tay phải với tạo hình một nửa là Dragon đến từ quyển Wonderbook, phần màu đen với những viền đỏ không có bất kỳ biểu tượng nào đặc biệt. Phần giữa của anh được điểm tô màu trắng. Sau này anh sẽ có những dạng biến thể liên quan tới phần trái và phần giữa cơ thể. Giác lưng của anh có khả năng kích hoạt một lượt 3 Wonderbook. Của Grey Dragon mang cho anh sức mạnh của rồng và lửa với gương mặt biểu tượng lửa đỏ và hình chữ X. Đặc trưng nhất của Saber là cảo thanh kiếm kéo dài từ tận đỉnh đầu của anh cho tới phần thân, nhìn cực kỳ điệu nghệ. Anh thể hiện rõ bản thân là một kiếm sĩ hết sức thiện chiến. Khả năng chính của anh tất nhiên là những nhát chém mang hơi thở của rồng với những ngọn lửa thiêu đốt kẻ thù. Ngoài ra anh còn sở hữu tuyệt kỹ khi nhấn vào Grey Dragon Wonderbook, đó là tạo một nắm đấm lửa với hình đầu rồng. Một đòn tấn công mạnh hơn là anh cũng sử dụng chính nắm đấm đó, nhưng triệu hồi sức mạnh của Grey Dragon tấn công khắp khu vực chiến đấu. Anh có hai đòn tất sát, đòn sử dụng kiếm, anh sẽ bọc lửa quanh thanh kiếm lao vào chém liên tục kẻ thù như đang chém một tờ giấy. Kẻ thù cho dù chúng có kích thước khổng lồ như thế nào. Đòn tất sát thứ hai là đòn Rider Kick, anh lao lên bầu trời bằng sức mạnh của ngọn lửa, đá xuyên qua kẻ thù với những trang sách được hiện ra và kết liễu chúng bằng sức mạnh từ ngọn lửa của Grey Dragon. Kamen Rider Revive là series Color kỷ niệm 50 năm của tất cả dòng phim. Toàn bộ những form cơ bản của Revive đều mang tạo hình cũng như dấu ấn đậm nét của tất cả những Rider trong thời đại Heisei, cũng như hai Rider là Saber và Zero One tại thời đại Reiwa. Revive ngoài việc kỷ niệm còn có một cốt truyện riêng của nó, nơi mà trận chiến giữa tổ chức nhân loại bay trên bầu trời bằng phi thuyền khổng lồ với tên gọi Phoenix. Đám thanh niên này là những Desmond nghe theo lệnh của một thực thể mang tên Gip. Bọn chúng đã tấn công thế giới và sử dụng sức mạnh của những Vistum. Vistum là thứ tách ác ma ra khỏi con người và giải phóng sức mạnh của chúng. Và cùng với sự trỗi dậy của đám Desmond, tổ chức Phoenix đã tuyển chọn ra Daisy Igarashi sẽ trở thành người sở hữu sức mạnh của Cold Revive, khai thác toàn bộ những Vistum tiến sĩ Zoji chế tạo. Không phải là Daisy Igarashi mà là Ikki Igarashi, anh trai của người được chọn. Trong buổi tổng duyệt cuối cùng của Phoenix trước khi giới thiệu sản phẩm Revive Rider đến toàn bộ công chúng cũng như tuyên chiến với đám Desmond, bọn họ đã bị Desmond tấn công trước. Quái vật cũng như bọn chúng cũng hơi tự biến thân trở thành thực thể cao cấp hơn. Gần như tất cả mọi người đều bị áp đảo. Daisy do một vết hằn trong ký ức đã không thể chuyển hóa thành Revive mà bắt buộc nhiệm vụ này phải trao cho Ikki, một người cũng đang mang theo trong người một bí mật vô cùng lớn. Khi anh có một ác ma là Vai đã tin tưởng hắn để giúp đỡ mọi người, nhưng hắn ta bản chất cũng là một ác ma, không còn cách nào khác đành phải nghe lời tiến sĩ Zoji để kích hoạt Revive Driver, vừa khống chế được ác ma Vai của bản thân mình mà cũng vừa có sức mạnh để bảo vệ gia đình, hay đúng hơn lúc này là mẹ của anh, chuyển hóa lần đầu tiên bằng chiếc Vistum với năng lượng của khủng long T-Rex. Color Revive, hay chính xác là Revive và Vai đã được tạo ra. Color Revive là cả hai Rider, với Vai là vẫn hình dạng nguyên gốc của hắn là đen xen với màu trắng và màu xanh dương, bọc thêm cho người một số nguồn sức mạnh liên quan tới T-Rex. Thiết kế của Color Revive tương tự những Rider ở thời kỳ trước, thời đại Showa. Gương mặt T-Rex của anh là giống như một đầu khủng long bằng nhựa gắn lên phần gương mặt, còn toàn bộ anh chỉ là Vai được mặc thêm vài mảnh giáp lên người mà thôi.
là một rider thon gọn với những phần giáp và những chi tiết cực kỳ gọn gàng. Gương mặt T-Rex được điểm tô bằng một hàm răng sắc nhọn cùng với đôi mắt lớn màu đỏ, thể hiện rõ sự nguy hiểm của loài T-Rex. Chỉ tiếc là màu của anh lại được tô điểm bằng hai màu hồng cánh sen cũng như xanh da trời và một số chi tiết màu tím, làm cho phần nào bớt đi sự nguy hiểm từ loại T-Rex mà anh sở hữu. Sở hữu một vũ khí từ đoạn đầu phim Ohin Butter 50, chuyển hóa từ reel thành một khẩu súng mà không cần bất kỳ động tác chuyển nào, chỉ cần cầm ở hai vị trí khác nhau nó sẽ tạo ra một rìu ngắn, cũng như một khẩu súng tầm xa bắn ra một con ấn với biểu tượng của vai trên đó. Nổi bật nhất là phần Zen T-Rex tạo ra từ chiếc vai sâm, giúp đôi chân của Revive có khả năng biến to ra, tạo thành bước chân khổng lồ của loài T-Rex dẫm đạp kẻ thù. Ngoài sức mạnh khổng lồ, nó còn có khả năng nhảy cực cao bằng lực chân dán những đòn tấn công cực mạnh vào người kẻ thù. Revive cùng Vai, chúng ta không thể nào không nhắc tới khả năng đặc biệt của họ là Remix. Revive và Vai kết hợp lại với nhau tạo thành một khủng long bạo chúa đúng nghĩa đen. Mặc dù sự kết hợp này khá chấp vá nhưng vẫn có sự thú vị riêng của nó. Hoạt động tương tự của khủng long bạo chúa khi chủ yếu tấn công kẻ thù bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Khi thực hiện đòn finish, con khủng long sẽ bay lên bầu trời bằng cú đập đuôi cũng như sức bật từ đôi chân và ra một cú kick cực kỳ ngầu giáng vào người kẻ thù. Đòn tất sát từ hình dạng Rider là Stamping Finish. Anh sẽ lao lên bầu trời, tạo một lượng màu hồng và xanh bao quanh cơ thể của mình cùng với vai và tạo ra hai con ấn đặc trưng của chiếc vai sâm mà anh đang sở hữu, đá chúng đóng dấu chấm hết vào người của kẻ thù. Kamen Rider Kiss là series mới nhất của Core vừa được hoàn thành. Series Kiss là những bí ẩn bao quanh chàng trai Ukyo-e. Anh ta xuất hiện mà cũng chả biết từ đâu đến và tiếp tục tham gia một trò chơi cũng không biết từ đâu được tạo ra mang tên Desiring Rig, nơi mà lòng tham con người sẽ được lấp đầy bằng chiến thắng của họ. Không biết là lần thứ bao nhiêu anh tham gia trò chơi này, nhưng anh thể hiện rõ phong cách tự mãn mặc dù trò chơi đã tới hiệp cuối. Cả thành phố bị tàn phá bằng một chiếc tàu khổng lồ từ đám người ngoài hành tinh với tên gọi Yamato, nhưng không những rider khác đang chật vật săn điểm để tìm ra người chiến thắng. Anh hết sức thản nhiên và uống trà tại căn phòng chờ. Sau đó anh đã kích hoạt một dụng cụ biến hình của anh với tên gọi Buckle, tạo nên phương diện di chuyển đặc trưng của Cow Rider là một chiếc xe máy, giúp anh di chuyển tới chiến trường và thực hiện chiến đấu. Form cơ bản của Kiss sẽ bao gồm hai phần Magnum Push. Hai chiếc Buckle này có thể đổi vị trí với nhau với cơ chế Revolve On giúp anh thay đổi linh hoạt giữa phần trên và phần dưới. Biểu tượng ở giữa chiếc driver là Core ID với hình đầu cáo, cũng là linh vật đại diện cho Kiss. Nhìn có vẻ chín chắn như thực chất đầy mưu mô và có những kế hoạch trước khi chiến đấu vô cùng rõ ràng. Đầu tiên sẽ nói về phần Magnum. Magnum là bộ giáp cơ bản với những phần vai nhô ra tương tự như đầu cáo. Với một số chi tiết cam, phần cổ giáp có biểu tượng nhìn giống như vòng tròn lửa hồ ly của loài cáo chín đuôi. Với tông màu chủ đạo như vậy, nó chắc chắn là Buckle tương thích hoàn toàn với Kiss. Vũ khí cơ bản của hình dạng Magnum là hai khẩu pháo nhỏ gắn trên tay của anh, giúp anh tấn công kẻ thù ở phạm vi tầm trung và tầm xa. Ở phạm vi gần, nó cũng vô cùng hiệu quả khi tấn công kẻ thù. Magnum Booster, một khẩu súng được dựa trên hình dạng của Desert Eagle với băng đạn xoay của những khẩu súng cổ. Nó có rất nhiều trạng thái bắn cơ bản chỉ là một khẩu súng lục như bao khẩu súng khác. Khi anh kéo phần phía sau của súng, nó sẽ chuyển hóa những viên đạn hay những viên đạn có sát thương cao hơn. Trạng thái cuối cùng là chuyển hóa một khẩu súng nhắm, tấn công từ sau kẻ thù. Khẩu súng này cũng sẽ tích hợp đòn finish khi kết hợp cùng với Magnum Buckle, tạo phát bắn laser cực mạnh để nghiền nát kẻ thù. Sau khi Revolve On, phần Magnum sẽ chuyển xuống phần thân dưới của anh. Phần này không được thể hiện quá nhiều nhưng nó cũng phải tạo ra một đòn tất sát, chùm năng lượng khổng lồ bắn ra từ đôi chân được kích hoạt từ đầu súng của Magnum. Phần còn lại của Kiss là Boost. Ngoài việc tạo chiếc xe máy màu đỏ đặc trưng của Color, nó còn giúp anh gia tốc đòn đánh. Hai cặp ống xả ở hai phần chân mặt tay tùy thuộc dạng chiến đấu nâng cao tốc độ cũng như sức mạnh Boost một phần động cơ Nitro phía sau, làm lực đá lực đấm của Kiss lúc này cực kỳ hủy diệt. Ngoài khả năng gia tăng sức mạnh bản thân, nó còn khả năng giúp những Buckle khác tăng phần nào sức mạnh. Hai phần động cơ khi tỏ toàn bộ nhiệt lượng giúp Kiss bay lên bầu trời để thực hiện đòn tất sát. Đòn tất sát của Kiss khi kết hợp cả hai phần là Magnum and Boost, anh sẽ biến chiếc xe của mình thành một con cáo với tông màu đỏ chủ đạo. Nó sẽ cùng anh lao lên bầu trời bằng sức mạnh của Boost. Như bao rider khác, anh sẽ đào cú rider kick cực mạnh được bao phủ ngọn lửa là chiếc xe hình cáo của anh tạo ra, bao phủ cơ thể, đá sập cả một chiếc phi thuyền khổng lồ của kẻ thù, thể hiện khả năng vượt trội mà chiếc Buckle Boost mang lại cho Kiss ở đoạn đầu phim. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On. Thanh Quá Trình. Hẹn xin.